bùng phát trở lại từ ngày 18 tháng 6. Đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng là 67 ca mắc mới COVID-19. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân số 12.437, trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê. Cùng với việc phong tỏa cứng khu vực Tam Giác có liên quan đến các ca bệnh, hiện nay quận Thanh Khê đang tiếp tục tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ, kịp thời khoanh vùng để sớm khống chế dịch bệnh. Các khu cách ly tập trung trên địa bàn hiện đang cách ly 190 trường hợp F1. Ngoài ra hiện có 385 F2 đang được cách ly theo dõi phù hợp. Quận Thanh Khê cũng đã phối hợp với ngành y tế tiến hành xét nghiệm hơn 10.000 lượt người, tập trung các trường hợp liên quan đến các ca bệnh cũng như các khu vực có nguy cơ cao.